Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con đón xem bản tin thời tiết nông vụ ngày 4 tháng 5. Thưa quý vị và bà con, do ảnh hưởng của khối không khí mát nên đêm nay và ngày mai, thời tiết ở tại khu vực Bắc Bộ sẽ có chuyển biến với sự xuất hiện của mưa rào và dông. Do độ bất ổn định trong không khí lớn nên trong cơn dông, bà con tại các tỉnh thành vùng núi phía Đông Bắc cần phải hết sức cảnh giác với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là tố, lốc xoáy và cả gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ngày giảm xuống còn từ 29 đến 32 độ ở khu vực Đông Bắc Bộ và từ 32 đến 35 độ tại khu vực Tây Bắc Bộ. Khối khí mát lần này có cường độ yếu nên rãnh mây dông sẽ chỉ dừng lại ở tại khu vực Bắc Bộ. Như vậy thì nắng nóng ở tại khu vực miền Trung sẽ chưa có điều kiện chấm dứt hẳn mà chỉ tạm thời suy giảm hơn trong ngày mai. Nhiệt độ cao nhất ban trưa phổ biến trong khoảng từ 33 đến 36 độ. Hiện nay trong điều kiện thời tiết nắng nóng, bệnh vàng lá hay là đỏ đuôi trên cây lúa đang xuất hiện đồng loạt trên hầu hết các tỉnh thành phía Bắc Trung Bộ, đặc biệt là tại huyện Quỳ Hợp của Nghệ An, hiện đã có 19 xã báo nhiễm bệnh này từ 80 đến 100%. Để hạn chế sự phát triển và gây hại của bệnh, ngay khi phát hiện cây lúa bị vàng lá hay là đỏ đuôi, bà con cần phải tiến hành ngay một số biện pháp kỹ thuật sau. Trước tiên là bà con không nên bón thêm đạm hoặc là phun bất cứ một loại phân bón hoặc là hóa chất bảo vệ thực vật nào lên cây lúa, cho thêm nước vào ruộng tiến hành làm cỏ, sục bùn để giải phóng bớt khí độc trong đất, nhất là vùng rễ cho cây lúa. Sau khi xử lý từ 3 đến 5 ngày tiến hành kiểm tra, nếu thấy cây lúa đã có rễ trắng mới và ra thêm lá mới thì bà con có thể sử dụng các loại phân bón qua lá để phun giúp cây lúa nhanh phục hồi. Khi thấy cây lúa đã hồi phục, ra lá mới bình thường thì tiến hành các biện pháp chăm sóc bình thường tiếp theo như là bón thúc, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh. Trở lại với những thông tin thời tiết, ngày mai ở tại khu vực Tây Nguyên và tại khu vực Nam Bộ do chịu sự chi phối của trường gió Nam đến Tây Nam có cường độ yếu, nên ban ngày sẽ không có mưa, ngày nắng nhiều cùng nền nhiệt độ cao và dao động trong khoảng từ 32 đến 35 độ tại Tây Nguyên và từ 33 đến 36 độ tại Nam Bộ. Tuy nhiên, đến khoảng chiều tối và đêm trên nền nhiệt ẩm thuận lợi thì những đám mây dông vẫn có điều kiện là hình thành và cho mưa rào rải rác trên khu vực. Vùng mưa chính sẽ tập trung ở tại phần phía nam của Tây Nguyên, một vài nơi tại miền Đông và ở tại ven biển miền Tây Nam Bộ. Thưa bà con, do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng, môi trường nước ao nuôi biến động lớn đã khiến cho nhiều ao tôm nuôi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh bị nhiễm bệnh và chết hàng loạt. Cụ thể là trên địa bàn các huyện ven biển thì có hơn 2.400 ha nuôi tôm bị thiệt hại do hoại tử gan tụy cấp tính và mắc bệnh đốm trắng. Vì vậy, khi mà phát hiện tôm bị bệnh thì bà con cần phải chủ động. Trước tiên là cần phải ngưng bón vi sinh để chuyển sang dùng chất sát trùng loại bỏ mầm bệnh trong nước. Cần phải trộn vitamin C vào thức ăn để tăng sức đề kháng cho tôm và cải thiện môi trường, giảm khí độc, ổn định độ kiềm trong suốt thời gian này. Đối với ao tôm bệnh, bà con nên vớt tôm chết ra khỏi ao và sau đó thì dùng chlorin với liều lượng là 30kg trên 1.000 mét khối hoặc là phocmon 200 lít trên 1.000 mét khối, hòa nước và tạt đều xuống ao, ngâm 7 ngày rồi mới sổ ra môi trường. Đồng thời, khi phát hiện bệnh, tốt nhất bà con nên thu hoạch ngay để giảm thiểu thiệt hại. Và tiếp theo, mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Ở tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày oi nóng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cần phải đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh trong cơn dông, nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, ngày oi nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ. Tây Nguyên mây thay đổi, đêm nay và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 35 độ. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, đêm nay và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất ở khu vực là từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong những bản tin tiếp theo.